Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những cái tin tức đáng chú ý của những ngày qua kèm theo những phân tích, những bình luận của các chuyên gia. Cái chuyện đầu tiên mà chúng ta sẽ nói là cái chuyện của bà Nikki Haley dù thua ở tiểu bang nhà là tiểu bang South Carolina thế nhưng mà bà Nikki Haley vẫn cứ tiếp tục tranh cử Thưa quý vị, cuộc bầu cử sơ bộ ở phía bên Cộng hòa ở tiểu bang South Carolina đó, thì nó đã có kết quả xảy ra đúng như người ta đã dự kiến từ trước. Là ông Trump đã thắng rất là dễ dàng với cái tỷ lệ là 60% trên 40% dành cho bà Nikki Haley. Thì bà cũng giống như là trước đây bà Nikki Haley đã hứa hẹn bà ta vẫn tiếp tục cái cuộc tranh cử của mình trước mắt là cái cuộc tranh cử ở Michigan 3 ngày tới sắp đây sắp tới đây là ngày 27 tháng 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 ba tháng tháng hai và sau đó kế tiếp sẽ là cái ngày, ngày siêu thứ ba ngày 5 tháng 3. còn sẽ sau sau cái ngày siêu thứ ba đó là những cái gì thì đến bà Nikki Haley cũng chưa biết được và chúng ta chắc chắn là cũng mù tịt luôn và đợi đợi cái tới cái lúc đó thì mình mới mới hay. Sở dĩ mà bà Nikki Haley vẫn còn tiếp tục tranh cử cái cuộc tranh vận động tranh cử của mình đó là như chúng ta nói một cái yếu tố cũng là rất là nổi bật là bà còn có tiền. Thì nhà tài trợ còn cho tiền bà thì bà vẫn còn tiếp tục tranh cử. Và cho tới hiện giờ đó với những cái kết quả mà coi như là gần như là thất bại liên tục như thế này đó thì mình không biết là cái chuyện mà tài trợ như vậy nó có còn tiếp hay không nhưng mà trước mắt thì có một cái nhà tài trợ rất là lớn của bà Nikki Haley là ông Charlie Koch đã tuyên bố rằng là ông sẽ chấm dứt tài trợ kể từ hôm nay rồi và cái chuyện thứ hai nữa là trong tháng tới đó các ban vận động tranh cử của bà Nikki Haley đã đã lên lịch đó, tức là có đã thời khóa biểu cho 15 cuộc vận động gây quỹ cho, cho cho bà Nikki Haley rồi đó. Nhưng mà mình không biết là trong tháng sau đó những cái cuộc vận động gây quỹ như vậy nó có tiếp tục hay không. Đây là một cái sự mơ hồ. Thế nhưng mà ngay trong lúc này đó thì những cái tranh luận trong cái việc mà bà Nikki Haley kéo dài cái cuộc vận động tranh cử của mình đó nó binh và nó chống nó nó rất là om sòm vào cái lúc này. Có những người nói rằng là một cái cử ứng cử viên cộng hòa như bà Nikki Haley đó, mà lại cứ được cử tri độc lập người ta ủng hộ thậm chí là cử tri dân chủ người ta cũng ủng hộ thì đó là một cái ứng cử viên không phải là thực sự bảo thủ của cộng hòa và như vậy thì bà sẽ làm cho những cái khối những cái ứng cử viên của bên cộng hòa người ta giận dữ một cái thí dụ mà là người ta phân tích cái kết quả bầu cử ở nam carolina vừa rồi đó người ta thấy rằng tới 72% cử tri cộng hòa ủng hộ ông Trump, chỉ có 28% cử tri cộng hòa ủng hộ bà Nikki Haley mà thôi. Thế nhưng mà bà Nikki Haley lại lấy lại ở cái khối cử tri độc lập tới 60% khối cử tri cử tri độc lập bỏ ủng hộ cho bà, thành ra bà mới gỡ lại được là từ trên cái, 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 là tổng số ủng hộ là 40% thế nhưng mà có những người bênh vực bả người ta nói lại người ta phản bác người ta nói rằng là những cái ứng cử viên đó mà có khả năng thu phiếu hút phiếu của nhiều cái thành phần cử tri khác ngay cả những cái cử tri của đảng đối lập mình đó, thì đó mới là những cái cử tri đó mới là những cái ứng cử viên xứng đáng được bầu những cái ứng cử viên mà có cái khả năng là dàn xếp đồ làm việc với tất cả mọi phía, có khả năng hòa giải trong vấn đề đảng phái, trong vấn đề quốc gia thì mới là những cái ứng cử viên nên thắng cử. Cho nên là cái 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 một cái sự lãnh đạo, một cái ứng cử viên như bà Nikki Haley lẽ ra là phải được ủng hộ chứ không phải là được bị là bị gọi là chê ghét như bây giờ. Cái thứ hai có những người người ta nói rằng là cái bà Nikki Haley đó mà càng kéo dài cái cuộc vận động tranh cử của mình có nghĩa là ngoan cố đó nó sẽ càng làm cho cử tri của cộng hòa người ta sẽ khiến cho bà uh, sẽ sức mẻ về uy tín về danh dự hay là cả một cái sự nghiệp chính trị trong tương lai là bởi vì như vậy là ngoan cố quá là phá hoại làm sức mẻ đi làm nguy hiểm cho cái chương trình vận động tranh cử của cái ứng cử viên mà tiềm năng được đảng đề cử tức là ông Trâm bây giờ. Thế nhưng mà nó có những người chiến lược gia phía ngay cả phía bên Cộng hòa người ta phản bác lại người ta nói rằng là không mà ngược lại không, không phải là cái chuyện như vậy. Bởi vì dẫu sao cho tới bây giờ nó chỉ có mới có ba bốn tiểu bang người ta mới được bầu cử sơ bộ mà thôi. Còn lại 40 mấy tiểu bang Còn lại 80, 90, 90 cử tri của Cộng Hòa đó Họ cũng có nhu cầu là muốn gọi là thể hiện cái chính 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 kiến của mình Cũng có muốn thể hiện cái tiếng nói của mình Thành ra đó họ nói rằng là Cái bà Nikki Haley mà càng kéo dài cái cuộc vận động tranh cử Thì lại có nhiều cử, thêm nhiều cử tri Cộng Hòa ủng hộ cho bà Chứ không phải là, 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 là bớt đi bởi vì rõ ràng người ta cũng cho thấy rằng bà là một cái ứng cử viên không dễ dàng gì mà đầu hàng hay là hay là cái sự bỏ cuộc. Thế thì còn cái bản thân của bà Nikki Haley thì bà nói như thế nào? Trước hết chúng ta thấy rằng sau khi mà đã có kết quả sơ bộ ở Nam Carolina đó thì bà Nikki Haley đã nhanh chóng lên tiếng chúc mừng chiến thắng với lại cả ông Donald Trump rồi. Sau đó thì bà tuyên bố, những cái tuyên bố của bà cũng tràn chứa những hy vọng như vậy. Bà nói rằng là tôi là một cái kế toán viên. Thành ra tôi biết là 40% thì nó không phải là 50%. Nhưng tôi cũng biết rằng là 40% nó là một cái con số nó không nhỏ, không ít. Như vậy là trong cái số cử tri của Cộng Hòa đã có một rất nhiều người muốn có một cái sự chọn lựa khác ngoài ông Donald Trump. Và tôi cái, tiếp tục cái cuộc tranh cử này không phải là vì bản thân của mình, cũng không phải vì tương lai chính trị của mình. Thế nhưng mà vì một điều là đảng Cộng Hòa cần phải thắng trong cái kỳ bầu cử này. Thế nhưng mà tôi lại không tin rằng là cái ông Trump có thể có khả năng thắng được ông Biden vào cái tháng 11 này. Thưa quý vị, tuyên bố của bà Nikki Haley như vậy đó rõ ràng là có nhiều cái giới chức quan trọng trong chính trong đảng cộng hòa người ta cũng tin là như thế người ta nói rằng là trong những cái ứng cử viên đối thủ mà ông biden hy vọng thắng đó thì ông trump là một cái đối thủ mà ông biden hy vọng thắng nhiều nhất thế thì với một cái tuyên bố như vậy thì rõ ràng là bà nikki haley đã đặt ra cho cái cử tri cộng hòa một cái câu hỏi hay là một cái một cái sự thức tỉnh là họ nên đặt lại một cái câu hỏi rằng là nếu như ông Donald Trump nó chỉ dựa vào những cái khối cử tri ủng hộ nhiệt thành cho ông thì liệu có thắng nổi ông Biden hay không? Nếu như ông, ông Donald Trump không thể là thu hút được những cái khối cử tri độc lập là những khối cử tri mà nó quyết định đó, thì liệu là có thắng được ông Biden vào tháng 11 này hay không hay là cái kết quả bầu cử nó lại xảy ra giống y hệt như năm 2020. Và đó là một cái điều mà cử tri cộng hòa cần phải thức tỉnh. Thế thì thưa quý vị, nếu như vào tháng 11 này kết quả bầu cử mà nó là ông Trump thắng thì dĩ nhiên là không bên phía bên cộng hòa không có chuyện gì để mà nói cả. Rất là tốt đẹp. Thế nhưng mà ngược lại nếu mà ông Trump thua thì sao? thì chắc chắn là lúc đó đó cử tri Cộng Hòa sẽ phải nghĩ lại tới cái lời cảnh tỉnh của bà Nikki Haley hôm nay và họ sẽ phải đấm ngực và tự trách vì mình đã bỏ qua một cái ứng cử viên có tiềm năng thắng mà lại chọn một cái ứng cử viên thua thấy rõ được cảnh báo trước thế nhưng mà cũng không sao bởi vì là sau đó thì có lẽ có một cái điều tốt đẹp là cái đảng Cộng Hòa nó sẽ không còn những cái lộn xộn chia rẽ như bây giờ nữa mà nó sẽ trở lại thành một cái đảng cộng hòa rất là yên bình và bình thường như như trước kia và vào lúc đó thì có lẽ là cái khối cử tri của cộng hòa có sẽ nghĩ tới cái chuyện đền bù cho bà Nikki Haley vào cái kỳ bầu cử năm 2028.